Chào mọi người nhá, mình là Luca đây. Thì video tiếp theo này mình sẽ nói với các bạn là những cái thanh công cụ ở trên tất cả các thanh công cụ và tác dụng của nó là gì trên Photoshop về về cái mảng mảng về khâu hình ảnh nhá. Bởi vì đơn giản là cái Photoshop này để người ta sản sinh ra thì nó liên quan đến rất là nhiều mảng, ví dụ mảng thiết kế này, logo, thiết kế banner, gọi là illustration, nói chung là nó Photoshop này nó gọi là nó là một cái phần mềm rất là lớn. Nhưng mà mình nói các thanh công cụ này để làm gì ở trên cái khâu hậu kỳ hình ảnh của mình thôi nhá. Đơn giản là khi các bạn kích vào phần mềm nó gọi là phê, gọi là Mover Tool, Mo Tool. Đơn giản nó là gì? Đơn giản các bạn có bạn có hai tấm hình đi. Đấy. Mover tool nghĩa là các bạn dùng V, còn là Mo tool các bạn kích một tấm các bạn bên tay phải các bạn muốn đưa sang tấm này, thì các bạn kéo sang thì nó sẽ sang. Các bạn thấy layer đây, nó sẽ báo là các bạn là cái tấm ở bên phía tay phải các bạn đưa sang trái, thì nó sẽ báo ở cái layer này là cái tấm này đã sang, các bạn có thể di chuyển được. Cái thanh tiếp theo nó sẽ thanh thanh tiếp theo nó thành lasso tool đấy, thì các bạn kích vào nó hướng dẫn các bạn luôn là các bạn tách vùng đấy, như là tách tách chủ thể ra khỏi hình chẳng hạn đấy, thì các bạn các bạn nhìn lasso tool nhé, các bạn nhìn này, đây ví dụ con dâu này đi, các bạn kích vào một điểm mà các bạn di chuyển, thì các bạn này các bạn làm này rất là khó, bởi vì những cái bạn mới làm thì phải mất rất nhiều thời gian. Các bạn đi đây. Đi gọi là tách lớp, tách cái chủ thể ra khỏi cái hình này, các bạn có thể thay không, nhưng mà ra những cái phần mềm cái phần này thì ít rất ít người dùng. Thì trong cái lasso tool nó có cái thanh này gọi thanh polygona, thì nó cũng là tách nhưng mà nó sẽ cứng hơn, nó không đường mềm, nó không vẽ cong được. Đấy, thì cái này mình cũng ít dùng. Đấy, thì mình thấy nhiều người dùng cái thanh cuối cùng là cái thanh này này. Thanh này là thanh Magnetic Lasso Tool, hoặc là Magnetic Tool nhé. Thanh này này. Thì các bạn chấm vào một điểm, các bạn cứ di chuyển đến đâu. Các bạn đi đến đâu là nó sẽ tự ăn đến đấy, chứ mình không phải nhấp vào nhá. Các bạn vừa đi các bạn vừa giữ dấu cách, các bạn kéo lên đấy. Bạn chấm ở đây, bắt đầu các bạn đi. Thì nếu mà cái đường mà nó cái bối cái chủ thể mà nó tách biệt với cái background ấy, thì nó sẽ dễ dễ tách. Còn cái nào nó cái màu mà chủ thể mặc mà nó liền với background thì nó lâu tách hơn. Thì các bạn cứ đi, các bạn chấm vào đến đâu các bạn đi đấy. Các bạn đi sai các bạn nhấn delete, delete thì nó sẽ về, thì các bạn chạy lại. Chấm vào đây.
Thế thực ra mình cũng ít đi lắm, bởi vì thực ra là mỗi người quen một thanh công cụ, mình thì đi mình đi với thanh công cụ khác, cũng là thanh nó giống nó kiểu như thanh này thôi, nhưng mà nó sẽ ấy hơn, nó hiệu quả hơn, bởi vì những cái thanh này thì nó những cái hình nào mà nó tách biệt, những cái hình nào nó tách biệt ra, ví dụ cái đoạn này đây. Nó đi lết về, nó đi lết nhá, đang xóa thì nó mất đấy. Mình đi cái đoạn này nó tách, các bạn nhìn thấy cái vùng background và cái vùng chủ thể nó khác nhau nhá, mình đi nhá. Đấy, thì đi nó sẽ dễ hơn. Đấy, cái này nó cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà cái nhược điểm của nó lớn quá nên mình cũng ít đi. Xóa đi. Thành group, group tool là group hình nhá, group hình ví dụ các bạn là chụp một tấm hình mà các bạn thấy nó chưa được chặt quá, các bạn nhấn phím C nhá, phím tắt của nó là phím C nhá, này nó báo là C này, khoanh vùng là C đấy, các bạn nhấn vào thì các bạn kéo, các bạn có thể kéo từ dưới lên, các bạn lấy một điểm các bạn kéo lên đấy, thì các bạn kéo là nó sẽ tự group cho bạn trong khuôn hình này, các bạn muốn đẩy lên này đấy, muốn zoom ngang hay là zoom dọc hay là vuông hình thì nó cũng đồng ý cho các bạn hết nhá. Đây, muốn nó vuông này, các bạn nhấp đúp, kích đúp vào thì nó sẽ ra hình vuông. Đây. C. Các bạn nhấp đúp vào để nó ra hình vuông. Mà các bạn muốn nó cúp trên gọn thì các bạn kéo một đĩa. Bạn co vào một góc thì nó không phải hình vuông, nhưng các bạn co vào nó gọn hình hơn. Cái group này nó cũng hay, rất nhiều người dùng group đấy. Cái phím này là phím G nha các bạn nhé, Handling Brush nó G, nên để gọi là cái phím này gọi là phím là nhặt mụn này. Xem, vô hình chung là các bạn có hình dung là nó là nhặt mụn này, nhặt phím G nhé, G thì các bạn có. Nhặt vụn các bạn nhìn này, các bạn đi chụp về các bạn muốn nhặt vụn các bạn cứ chấm vào gì đấy, các bạn cứ kéo vào nó. Gì này của mình là gì móc nhá, các bạn thấy có một cái móc ở giữa là có cái gì này, đấy, mình kéo thì nó tự nhặt vụn cho các bạn. Thì các bạn nào mà mới sử dụng Photoshop thì các bạn có thể là sử dụng rất là hay. Khi mà mình nhặt vụn xong, mình chỉ cần mình đào phần mềm mà chạy mịn về là xong. Có những khách hàng người ta nhiều mụn thì mình cứ nhặt gì đi, nhặt với gọi là nhặt vết bẩn đấy, mụn hay vết bẩn, càng nhặt chi tiết thì hình là càng đẹp, nhặt tóc tơ tóc mai nhặt hết. Đấy, thì bạn nào thấy nó dối dối tung dối bồ nên các bạn nhặt gì được, gì là rất là hay. Đấy. Còn cái cách nhặt hay không là do các bạn làm nhiều, các bạn thực hành nhá, người ta vẫn có câu là trăm hay bằng tay quen, nghề Photoshop này cũng vậy, các bạn có học lý thuyết mấy còn không thực hành thì nó cũng rất là khó. Đấy, thì mình làm lâu năm thì mình làm thì nó nhanh hơn, cái thao tác nhấp chuột nhanh hơn. Đấy, các bạn nhìn này, về file gốc này. Thì trong cái gì này nó có bốn bốn cái thế, có 1 2 3 4 5, thì mình vừa dùng cái thằng này là thằng Handling Brush là gì móc này, có thể là thằng Handling Brush là gì này, là gì gì này nó không phải là móc các bạn nhé, gì này các bạn phải dùng phím an, phím an nhé, alt trên bàn phím ấy. Bàn phím các bạn không không nhấp vào nó không mất đâu, mà các bạn là phím an. Bạn cho to là các bạn nhìn nhé, các bạn cho to này, kích chuột phải này. Cứ một thanh công cụ các bạn muốn to nhỏ các bạn kích chuột phải, các bạn kéo to size này, kích thước này, các
Nhỏ nhỏ. Đấy. Thì đơn giản là cái Z này nó là cái headlink và rớt này. Nó khác cái trên là các bạn nhìn nó khác. Thì các bạn chọn một cái điểm là nó không có mụn. Các bạn nhấn phím An vào. Đúng không? Rồi nhấn phím An vào thì nó sẽ tự chọn. Các bạn nhìn cái dấu cộng trong cái ô tròn này không? Đấy, dấu cộng này các bạn nhìn này. Đấy. Thì các bạn nhấp vào cái mụn. Nhấp vào. Đấy. Thì khi các bạn nhấp vào các bạn thấy dấu cộng nó hiện ra ở bên cạnh không? Thì đấy chính là mình chọn một lớp ngoài không có mụn và bắt đầu mình cộng, nghĩa là mình chọn một vùng ngoài không có mụn, bắt đầu mình cộng vào cái ô tròn này là mình đập vào là nó lấy vào một cái không có mụn và nó đập vào cái có mụn này các bạn nhìn này. Đập vào. Đấy thì nó mất. Hoặc là mình sẽ chọn một cái ở ngoài, mình ấn phím An, mình chọn ở ngoài cái điểm ở ngoài là không có mụn. Bắt đầu mình di chuyển xuống cái vùng có mụn. Mình khoanh tròn thì các bạn thấy dấu cộng nó hiện ra không? Đấy, bắt đầu là mình kéo đến đâu thì những cái vùng ngoài nó không có mụn nó sẽ bù vào cái vùng tròn này là nó mất. Đấy. Đây, này các bạn hiểu nhé. Đây. Đấy. Đấy, dấu cộng nó sẽ lấy một điểm có mụn và nó sẽ nấp vào. Nếu mà cái đường này các bạn muốn ấy thì các bạn kéo ấy, kéo ngang thôi. Ví dụ đường này đây. Mình lấy dấu cộng ngoài các bạn nhìn này. Mình kéo ngang nhá thì cái mấy lớp nhăn nó mất ở mũi nó mất này, mất này. Đấy. Thì thực ra nó không có gì là nó sâu xa nó bí hiểm cả mà nó chỉ là lấy cái trên nó bổ vào và các bạn kéo lên đâu thì nó sẽ hiện ra cái đường nét ở cái chỗ không có nếp nhăn thôi. Đấy, mình lấy này. Đấy thì các bạn mình giữ này các bạn thấy dấu cộng ở dưới không? Đấy, thực ra nó bổ vào những cái điểm mà không có mụn vào cái điểm nó che đi thôi. Chứ nó không có gì mà quá là phức tạp cả. Để mình lấy răng là điểm không có cái vết chấm này mình vào đánh kích đây mất đấy kích này mất đấy, cái tóc này mình lấy bên cạnh nha, không có tóc mình kéo sang các bạn nhìn này, kéo xuống này đấy các bạn thấy mất tóc chưa, bởi vì nó đang lấy cái ở vùng dấu cộng mà, chứ các bạn đang hình dung là các bạn phải hiểu là mình đang làm gì. Còn nếu mà cái những cái vùng nhỏ nhỏ thì mình không cần kéo, mình chỉ cần lấy vùng này mình đập vào thôi, mình nhấp vào phát là mất. Đấy. Để đây là thanh heading của rớt nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà nó mất công hơn cái gì móc này thôi. Còn cái gì path tool này là cái gì là thủ công nhá. Tại sao mình nói thủ công? Vì nó là cái sản sinh ra đầu tiên. Chứ ngày xưa là các phần mềm Photoshop cũ là nó không có mấy cái thanh này nhiều đâu. Nó chỉ cái thanh này đầu tiên đã, còn những cái thanh này vì sau Photoshop phần mềm sau nó sản sinh thêm. Thì đơn giản các bạn cái Z này nó là Z khoanh này, các bạn khoanh này kéo đi, nói cho các bạn hiểu này. Đây, nói cho các bạn hiểu kiếm cái ta tấm nào nó đấy, mình đang nói cái di khoanh nhé các bạn nhé, di khoanh các bạn nhìn đấy, nó khoanh vào một vùng có mụn, các bạn kéo ra một vùng không có mụn để nó lấp đầy này. Khoanh vào vùng có mụn kéo sang một cái vùng bên cạnh, nhưng mà các bạn kéo kiểu gì nó phải tương đồng màu da màu sắc nhé, đừng các bạn đừng ở đây các bạn kéo tít đầy là chết, các bạn kéo ngay bên cạnh thôi nó không có mụn, các bạn kéo càng nhiều thì da nó càng sạch, tóc này nó bị rối các bạn kéo sang bên cạnh. Lấy bên cạnh để nó lấy nó bù vào nó lấp đi. Đấy. Thì mình làm lâu rồi mình quen thôi chứ cũng không có gì là bí hiểm cả. Kéo sang bên cạnh. Đấy. Cái gì này là ngày xưa là người ta dùng nhiều lắm, nhưng bây giờ nó biến đổi lên nó làm cho mình nhàn đi thì mình sẽ dùng cái thằng Headlink Brush, gọi là thằng support này. Tiện hơn rất nhiều. Nói qua các bạn nhưng mà có những cái lúc mà vẫn phải cần cái path tool này chứ không phải lúc nào mình dùng hết phần này. Đấy. Đơn giản như khi các bạn dùng cái di trên này các bạn kéo này thì đôi khi nó cũng mất. Có những cái nọng cằm nọng cổ của khách hàng người ta rất là động.
đơn giản mình sẽ phải dùng cái thằng path tool này nó hiệu quả hơn, là mình sẽ khoanh những cái nọng cầm hay những cái đường nhăn kéo xuống thì nó hiệu quả hơn. Đấy, và nó liền hơn, nghĩa là nó làm cho thật hơn. Chứ còn ông Thanh, ông support handling brush này nó đôi khi không làm được như 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 thằng Patoon. Vì thằng Patoon nó cũng có cái điểm hay điểm yếu, nhưng mà thằng này nó có điểm yếu chứ không cái nào hoàn hảo cả. Còn cái Thanh này là Thanh còn Thanh là quát Mover Tool thì xem nó là cái gì, bởi vì mình cũng ít dùng đó, nó là cái gì đó. Xem nó là cái gì. À, cái Thanh này nó lại... Thanh này sao nó lại nó cảm giác như nó nhân nó... Thanh này mình ít sử dụng lắm, nhưng mà khi sử dụng vào thì nó ghi như là nó nhân vết, nó nhân đơn nhân nó nhân đôi cái vùng khuyết đấy sao. À, thực ra các bạn đấy những cái thanh thanh này các bạn có thể đập vào những cái thanh này, nó là nó nhấc nguyên ra bắt đầu nó che đi đấy, che đi đấy. Cái này không không mình ít dùng lắm. Đây các bạn đấy, cái vùng khóe mũi các bạn che đi đấy, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Còn red red es tool nó là cái thanh sửa mắt đỏ, red mắt đỏ nhá, red eye tool này, mắt đỏ. Thì mắt đỏ thì có thể là những người nào mà hay chụp buổi tối ấy, đi mắt đỏ thì mình dùng, có thể dùng thanh thanh này mình bôi vào mắt thì nó sẽ làm màu mắt đỏ mất đi. Nhưng bây giờ mắt đỏ ít lắm, hiếm khi có pha như thế. Bây giờ các bạn sử dụng thanh 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 này là thanh gì nhỉ? S nhá. Clone Stamp nhá. Clone Stamp này thì nó là gì? Nó là thêm hoặc bớt nhé, thêm hoặc bớt cho da mịn đi. Nếu mà nói về da thì nó mịn mịn đi, còn nếu nói về các cảnh thì các bạn có thể xóa xóa rác đi, hoặc các bạn cho thêm mà. Thì các bạn kích vào đây đấy, thì tự dưng mà các bạn nhìn thấy cái biểu tượng nó, cái hình này của nó đang gọi là nó tô thêm cho cái một bó hoa nó nhiều lên này, nghĩa là nó có thể là nó cho mịn da đi và nó xóa đi, và nó cũng có thể cho nhiều lên. Nói nha, để các bạn đây thực hành luôn. Ví dụ như là mình dùng S S này, mình để 22, mình để 100 nhá, mình đâu mình xóa xóa đi. Đấy, mình vừa giữ A mình vừa chấm chấm nhấp liên tục, nhấp chuột liên tục, nhấp càng nhanh càng tốt. Bạn nào tay càng nhanh, tay nhanh hơn não càng tốt, càng nhanh càng tốt thì da nó càng bị, nhưng mà vì mình để thấp thì nó sẽ không bị bệt cái da này, da người này. Bạn nào mà tham ham hố bạn để cao 30 40 thì nó bẹt hết da. Các bạn nhìn này, quay góc này. Đấy, các bạn thấy nó mịn hơn không? Đấy, cái hay của thằng Sa Zoom vậy. Nhưng mà để xóa rác đi, đơn giản đây. Xóa rác đi thì các bạn kích vào. Các bạn để cao lên. Khi các bạn làm da các bạn để 22, nhưng khi các bạn xóa đi các bạn để 100 hoặc là 80 các bạn xóa đi thì nó xóa đi, các bạn cũng lấy một điểm không có rác, bạn đập vào đấy. Cái này là mình nói sơ thôi, nhưng mà chắc là mình sẽ có một cái video nói về xóa rác như thế nào nhé. Xóa đi các bạn thấy đấy, nó mất thôi. Còn vì sao nó nhân lên thì đơn giản là như là các bạn thấy cái tóc của cô dâu này chỗ này nó hở đúng không, mình muốn nhân lên thì mình chọn, mình giữ A mình chọn vào cái vùng có tóc, một cái vòng tròn mình chọn cái vùng có tóc mình kéo xuống. Đấy. Mình để chữ 60 đi. 60 nhé. Đấy, các bạn chọn một cái vùng có tóc. Dấu cộng. Các bạn kéo vào vùng không có tóc thì tự dưng là nó lấy cái vùng có tóc nó đập vào vùng có tóc. Thì tại sao nó gọi là nó nhân lên như thế? Nó làm thêm được. Đây. Các bạn kích vào vùng đây. Kéo xuống thì cái tóc nó đậm hơn. Nếu các bạn để cao lên thì nó sẽ đậm. Đây, nào đây các bạn nhìn này dùng. Đấy. Các bạn hình dung đấy, nhưng mà nó phù hợp hơn là cái màu tóc nó phải na ná nhau nhá, thì nó giống nó thật hơn. Cho nên
có những cái hình mà có những cái chủ thể mà nó bị hói hay bị khuyết tóc đấy, các bạn có thể thêm vào đây, ví dụ cái chỗ này nó bị bạc này, bị mình lấy vùng đen này mình bôi vào đấy, thì nó đen đi đấy, gọi là vừa làm da này, vừa xóa được và vừa cho thêm được đấy. Ví dụ mình xóa tóc đi nhá, đấy các bạn vừa vừa xóa vừa giữ an nhấp liên tục thì nó sẽ xóa đi, nó sẽ lấy cái những không không có những cái đường chỗ không có tóc nó đập vào để nó che chỗ có tóc. Đấy là thành Clone còn thành Pattern của tao này, thành thanh này thực ra mình cũng chưa sử dụng, mình cũng chưa hiểu về nó lắm, nhưng mà trong khâu kế chắc là ít dùng nó vì gần như là mình không bao giờ mình dùng, vì có những phần mềm nó có thể sử dụng cho ngành hậu kỳ, nhưng có những phần mềm nó sẽ sử dụng cho thiết kế in phông bản để banner logo catalog banner nhiều lắm. Còn E này là gì? E này thì thực ra là E này nó chỉ là cái xóa hình thôi. Như các bạn nhân Leo này, các bạn muốn xóa 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 chủ thể đi. Đây ví dụ mình các bạn là dùng V nhá. V này, kéo sang. Đấy. Thì bây giờ dùng các bạn dùng E. Là cái E này. Edit tool này các bạn xóa đi đấy. Thì các bạn xóa cái layer các bạn vừa bắt sang thì nó sẽ hiện là cái layer layer gốc đấy. Rồi nó ở lên trên ở dưới layer gốc thì các bạn xóa đi, các bạn đẩy cao lên thì nó sẽ mất mất cái hình đấy. Sau người ta hay ghép hình hay là ghép ghép catalog, người ta hay phải ghép nhiều hình với nhau thì người ta xóa bằng cái E đi. Còn có hai cách thứ hai là có cái nút undo này nhá, nút trở lại nhá, các bạn nhìn này, các bạn có thể vào history các bạn trở lại đấy. Trở lại cái hai hình, có những có thể mình đặt thêm layer là thì layer này là như nào, thì ví dụ các bạn dùng E các bạn bôi đi. Đấy, vì sao mà có layer này để làm gì? Layer này để ví dụ các bạn không may các bạn bôi vào đầu rẻ nó mất đi, các bạn lấy lại được. Lấy lại được các bạn. Các bạn này. Khi các bạn đang xóa này là các bạn đang ở E này, các bạn thấy cái màu trắng đang ở trên đúng không? Đấy. Màu đen ở dưới. Thì các bạn muốn lấy lại đầu chú rẻ thì các bạn đảo chữ X này, bằng chữ X nhé. Nhấn chữ X nó các bạn nhìn là màu đen nó lên trên này, X này. Thấy chưa? Nếu các bạn bôi lại thì vì sao mà các bạn để lớp mặt nạ này nó sẽ lấy lại cho các bạn. Đó, lấy lại đầu chú rể. Đầu bạn nam này. Đấy, không may mình xóa bớt đi, mình xóa nhầm đi mình lại đổi x, mình lại xóa tiếp. Đấy, không may mình xóa ba tóc của dâu thì mình lấy lại, mình lại đảo x ra. Đấy, mình lại lấy lại. Đấy. Rồi mình đảo x này, mình lại xóa đi. Đấy. Thì những cái poster phim hay là những cái gì ghép viết người ta hay xóa bằng cái công cụ E này. Còn cái thanh dưới này tôi cũng ít dùng lắm. Magic này. À, cái này nó cũng xóa phông các bạn nhé. Đây, nhân đây ơi, các bạn xóa các bạn hiểu này. Cái này xóa hơn, nhưng các bạn chỉ cần kích vào là nó xóa theo cái vùng chọn các bạn chọn này. Đấy, các bạn xóa nó hiện ra. Đấy. Mà nó không được mềm như thằng là cái thằng Eresun này, Magic này là nó sẽ nhấp theo các bạn theo cái điểm điểm màu nhé. Các bạn nhấp vào màu nào thì nó xóa màu đấy. Đấy.
Nhấp màu xám, xóa màu xám. Thì nói chung là mình ít dùng lắm, cái này ít dùng. Đấy. Thanh này là thanh nó chắc là nó cũng có liên quan đến một một số số cái ngành mà để mà chỉnh sửa hay thiết kế thôi, chứ còn cái này mình rất là dùng. Sharp pen này, Sharp pen tool này nó lại làm cho nét này, nét hình này, tăng nét này. Blue tool này nó làm cho mờ đi. Cũng có thể là cái hình hình nó sắc nét quá thì có thể mình làm nó mờ đi thôi. Cái này gọi là cái pen nhá, pen tool nhá. Tool nó là cái gì thì nó cũng giống như cái thanh cái L thôi, lasso tool này thôi, nhưng mà tại sao mình đã nói là nó giống, bởi vì nó các bạn tách đây, các bạn nhìn này. Mình hay dùng pen tool nữa là mình tách tách phông ra, tách người ra. Dùng pen tool mình kích. Mình giờ vừa vừa dùng pen và vừa dùng dấu cách nhá. Khi bàn phím bắt đầu mình kéo là mình tách chủ thể ra khỏi phông này. Thì pen tool này rất là hay, là mình kéo. Thì các bạn cứ sử dụng, các bạn phải dùng quen nhiều, các bạn sẽ quen thôi, nhưng bởi vì cái này nó cũng rất là khó. Làm lâu thì các bạn sẽ kéo theo được mình muốn. Thì nó tách ra chi tiết nó theo ý mình muốn, chứ không phải là bị loang loang hay nó bị lem ra, và lem hay không là do mình hết, do đường đi của mình thôi. Đi đi chuẩn đi sắc thì nó sẽ ăn. Đấy. Cái hay là ví dụ mình đi vòng vòng này. Đấy. Đấy, mình về điểm kết nối và mình căn chỉnh enter, căn chỉnh z nó tách ra các bạn này. Đấy. Cái hay của cái pen tool là thế, các bạn dùng v các bạn di chuyển các bạn biết. Đấy. Thì khi sử dụng poster thì người ta cũng cắt cắt tách như này thôi, dùng pen người ta cắt tách ra, hoặc người ta dùng L người ta tách ra thì người ta cũng nhân lớp lên. Nhưng mình hay dùng pen đấy nhá. Mình hay dùng pen để mình cắt. Pen thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Với đường pen này thì pen này nó cũng đi đường này, nhưng mà nó đi đường này khó lắm. Pen này thì mình gần như không dùng này. Pen. À, cái pen này thực ra nó lại thừa bên phạm chủ thiết kế rồi. Mình cũng không, không dùng cái này. Đi nó đi hát, nó đi phát hai đường rồi các bạn nhìn này. Đấy. Cái nào khó quá bỏ qua nhé. Cái này cũng thế. Về pen tool thôi. Cái A này mình không dùng bao giờ. Còn cái nút này, cái này là biểu tượng cái tay này, các bạn này biết làm gì không? Cái tay này khi các bạn kích vào đây đúng đấy, khi các bạn kích vào đây thì nó không trôi hình đấy. Cái phím này phím H này, các bạn bỏ ra thì nó trôi hình rồi này, nó lơ lửng đấy. Khi bạn kích vào thì là các bạn nó sẽ theo các bạn muốn, các bạn di chuyển đâu theo ý mình. R là xoay hình. Nghiêng. 360 độ.
xong đấy ít ít sử dụng phần mềm đấy, nhưng mà tiếp theo là thanh và que tùn nhá, mày gọi gì nè, cứ gọi là ma que tùn cho là dễ dễ nhớ, gọi là ma này. Ma này thì ra nó là cái gì, nó chỉ là vùng chọn bọn các bạn khoanh vùng bằng hình vuông nhá, vuông này. À, hình chữ nhật này, hình chữ nhật hay hình vuông cũng được, các bạn giữ giữ shift thì nó là vuông, các bạn không giữ shift thì gọi hình chữ nhật. Đấy. Hình như là vùng chọn thì các bạn có thể là tách lớp ra, cần gì tách nó ra thì các bạn có hai hình đấy, các bạn hình chữ nhật cũng được, m hình chữ nhật đấy, gọi tách lớp ra gì thì đơn giản là cái m này nó có nhiều cái lắm, đơn giản như mình khoanh đây bắt đầu mình đây là vùng chọn, nó đang chọn ở cái trong này, mình ấn Ctrl Shift Y ngắn nhá, Ctrl Shift Y thì bắt đầu là nó sẽ chọn cái vùng chọn ở ngoài, bắt đầu mình cái vùng này cái màu trắng này. Đấy, mình nhấn Ctrl Back nhá, Ctrl Back là chữ Back trên bên trên phím Enter nhá. Đấy, thì tự dưng là nó sẽ bôi một cái màu vào đây. Đấy, các bạn nhìn này, màu các bạn đảo đây nhá, đảo X nhá, các bạn chọn hai này. Đấy, thì cái M là như thế thôi. O thì nó quanh tròn. Ctrl Z các bạn tách ra thì nó thành tròn. Đấy. Các bạn muốn nó tròn hẳn thì các bạn giữ Shift nhé. M mà tròn thì các bạn giữ Shift thì nó sẽ tròn này. Các bạn bỏ Shift là nó méo này. Méo này. Giữ Shift phát là tròn ngay. Đây thành dọc thôi. Nhưng hai cái này thì mình ít dùng, hai dưới ít dùng. Còn Magic One Tool là cái gì, là cái kép, là vùng chọn đấy. Thì các bạn để thì 30 này, các bạn để càng cao thì nó chọn càng nhiều, các bạn để 30. Cái mặc định của nó là 30, 32 nhé. Mặc định của hố số là 32 nhé, mình để 30. Thì các bạn chọn vào vùng trắng thì nó sẽ chọn vùng trắng thôi, các bạn chọn màu vàng hay màu vàng. Nếu các bạn giữ Shift các bạn nhấn thêm thì nó sẽ loang ra hết, nó răng loang nhiều là màu vàng. Đấy. Các bạn chọn màu vét chữ rẻ đây. Đấy. Thì các bạn để 30 này nó sẽ là loang gần hết. Các bạn để 60 thì các bạn nhấp vào nhé. Đấy. 60 này. Đấy, thì nó sẽ loang nhiều hơn. Nhưng các bạn để 30 các bạn nhấp vào thì nó loang ít hơn. Các bạn nhấn Shift vào thì nó sẽ bị loang, nó loang rất hạn chế. Còn là vùng chọn đấy, vùng chọn của ma một cái kép của Magic One Tool đấy. Và vùng chọn. Đấy. Các bạn kích vào đâu nó sẽ chọn, kích vào màu nào nó sẽ chọn màu đấy. Màu xám này nó chọn màu xám. Đấy. Khi các bạn thấy là màu xám này xung quanh nó vẫn chưa chọn hết thì các bạn nhấn Shift, các bạn nhấp vào thì nó sẽ xóa hết đi. Đấy, nó cộng mà các bạn thấy nó dấu cộng không? Ở cái này không? Cái thanh công cụ các bạn nhìn thấy dấu cộng nó đang ở bên dưới này. Đấy. Nhấp vào thì nó sẽ cộng thêm. Giờ thì y Y này thì nó không có gì cả, Y này bây giờ nó chỉ là các chọn màu thôi. Bây giờ khi các bạn chọn chấm vào da thì da người nó báo ra đây là màu cam này. Đấy. Các bạn ấn đây nó báo black này. Các bạn bấm vào effect thứ rẻ nó ra màu. Đấy. Đây, nó ra màu này và màu xanh xanh đậm. Hay nó ra màu đỏ, màu màu son đấy, màu đỏ hồng ấy. Cam này. Vàng này. Đấy, y nó chọn. Còn những y dưới thì mình cũng ít dùng lắm, vì
Photoshop nó ra càng nhiều phần mềm thì nó sẽ càng nhiều tính năng hơn, nhưng mà những cái phần mềm này có thể mình ít khi sử dụng. Ừ. Hay là phim Brut B. Brut B này thì nó có nhiều công dụng lắm. Thứ nhất là các bạn B này các bạn nhấn phím Q đi. Đấy, nó bắt đầu phím B, các bạn bôi B nhá. Các bạn nhấn phím Q thì bắt đầu là phím B này nó sẽ chọn một vùng. Đấy. Vùng chọn và nó mềm nhá. Nó không sắc như tưởng là phím M này. Đấy, các bạn nhấn phím B này. Nó mềm cái đường các bạn đi nó mà nó mềm hơn. Đường tô màu nó mềm. Đây, nói là các bạn hiểu hơn. Thì khi mà mình làm sử dụng mình sẽ kết hợp với hai công cụ nhau, ví dụ đơn giản nhé, mình sẽ chọn cái y y này, mình sẽ chọn chọn vào cái vùng phông này đi, thì nó sẽ báo cho các bạn là vùng phông này, tôi đang chọn cho bạn vùng phông này. Nếu các bạn dùng B các bạn dùng B, các bạn để chế độ 20% thì chính vì các bạn đang chính vì các bạn đang chọn y và chọn màu này thì bắt đầu là các bạn bôi B đây. Đấy, thì các bạn bôi những chỗ tối thì nó đang chọn vào cái màu ở chỗ các bạn vừa vừa dùng y các bạn chấm vào. Bây giờ lại mình ấn y nhé, y này mình chọn này. Khi các bạn dùng B các bạn có thể ấn phím an nó đổi sang y luôn, an nhé. Đấy, hoặc các bạn phải y các bạn chấm được, hoặc các bạn đang B các bạn nhấn phím an các bạn chấm màu trắng thì bây giờ nó ra màu xám đây, xám trắng này, các bạn bôi vào nó sáng hơn. Đấy, gọi là nó cái B này đôi khi nó kết hợp nó phải có dùng y đi cùng. Đấy, B kết hợp với Q. Tức là mình muốn nâng sáng mặt con dâu lên thì mình nhấn phím mình vào mình kích phím B, mình nhấn QB, mình nhấn phím Q. Q các bạn thấy layout nó hiện ra màu đỏ này. Đấy, Q này. Đấy thì nó sẽ bôi một cái vùng màu đỏ. Nó báo là con là tôi sẽ chọn. Đấy. Ý là cái màu này nó chỉ là nó báo cho các bạn là tôi sẽ chọn vùng. Các bạn ấn phím Q. Đấy. Đây mình nhấn lại nhá. Q này. Đầu tiên các bạn làm phím B đúng không? Các bạn ấn phím Q nó vẫn ở phím B này. Đấy, các bạn bôi thì ra B đang bôi đấy. Đấy, bắt đầu ấn Q. Đấy, thì bắt đầu nó chọn chọn vào đó các bạn nâng sáng lên. Cắt chân M nâng sáng lên. Cắt chân L đây, M. Nâng sáng lên. Đấy. Đó thế các bạn hiểu. Thì bây giờ nó kết hợp với nhau thì nó mới ra được chứ không phải là một thanh gì. Còn B này là dạng nhỏ B B bút chì, bút B bút. B bút thì ít. B bút này mình không dùng lắm. Cái này mình không dùng. Mình chỉ dùng cái thằng Brush Tool này với thằng Micell Brush Tool này. Thằng Micell Brush này nó là gì? Các bạn nhìn nhá. Kích nhân nhân đôi lên. Đâu mình kích vào nó thì bắt đầu là mình khi các bạn muốn váy quần áo bị nhăn thì các bạn vào thằng B này là Micell Brush, nó có giọt nước nhé bên cạnh cái biểu tượng cái bút này, bút chổi này, cái chổi bút này. Hoặc là bút lông đấy, các bạn thấy giọt nước bên cạnh các bạn bôi, các bạn để chế độ 20-20 hết nhé. Các bạn để 100 các bạn bôi đi. Thì váy nó sẽ tự khỏi cái vết. Nó sẽ làm cái váy này nó không bị nhăn nữa, các bạn nhìn này. Muốn cứ kéo xuống đấy. Cái hay của nó là cái đấy. Những cái thanh công cụ nào mình hiểu mình làm nghề lâu năm thì mình dùng đi nhá, còn những cái thanh công cụ mình không hiểu là các bạn thông cảm, bởi vì nó là liên quan đến cái ngành nghề, nó liên quan đến thiết kế nhiều thứ thì mình không không làm hết được những cái đấy, nên mình cũng không nói hết. Vì thực ra là mình chuyên về hậu kỳ hình ảnh nên là mình không can thiệp lắm. Nhưng còn nếu mà mình tìm hiểu thì cũng biết thôi, nhưng mà mình không không sử dụng nó, cho nên là mình không 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 quan tâm sâu đến nó. Những cái nào mà mình hay dùng thì mình sẽ nói cho các bạn thôi, để làm được hậu kỳ thôi. Còn lên Google bây giờ search search sao là biết là nó là gì ngay.
Đấy, khi các bạn làm các bạn thấy phông váy nó sạch không? Đấy, ví dụ váy nhăn, váy miếc hay là quần áo nhăn mình là được cái bằng thanh micelle này. Đấy. Đấy. Y này, hít to và rớt này, này thì mình cũng không hiểu nó là cái gì đâu, mình chưa dùng nó bao giờ cả. Y này, G này, G này nó là Guardian, Guardian Tool nhé các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy nó là cái này này, Guardian Map này, này. Thì nó là gì các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn Layer này. Các bạn nhấn đây, các bạn nhấn đây thì nó ra một đống màu này. Các bạn chọn một cái màu mặc định của Photoshop này. Bạn để multi-line này kéo đấy. Thì đơn giản là nó đang là có cái thanh này nó gọi là một nửa nó là shadow, một nửa nó là highlight này, vùng nửa vùng tối, một nửa vùng sáng. Thì các bạn chọn một cái màu các bạn kéo thì nó sẽ ăn theo như thế, nó chia đôi màu sắc của hình. Các bạn kéo càng nhiều thì nó càng đậm thôi. Các bạn làm layer các bạn kéo cũng được. Đấy. Các bạn để 22 thì các bạn kéo nó mờ mờ được, nó vẫn nó không bị ăn vào hình gốc, nhưng mà các bạn để 100 phát là mất luôn hình gốc rồi. Chọn màu khác. Đấy. Ở đây là cái cách kéo thôi. Như đây là kéo trên, kéo xuống, kéo ngang, kéo ngang, kéo dọc. Cái này là nó chỉ kéo vào một điểm ở giữa thôi, các bạn nhìn này. Đấy. Đây, các bạn nhìn sâu hơn. Đấy. Tí là nó đang báo cái gradient gradient này thì nó sẽ ăn, nó chỉ ăn, nó kéo từ giữa kéo ra các bạn này. Đấy. Thì cái màu đấy là nó có hai giải màu. Thì cái màu này nó sẽ vào giữa và xung quanh nó sẽ bao bọc bằng cái màu cam này. Thì các bạn thấy là nó có biểu tượng của là cái từ cái đốm sáng ở giữa này. Thì các bạn kéo ở giữa ra. Cái này nó lại có biểu tượng khác. Đấy. Giống như gọi là filter vậy, filter. Tức là cái ít dùng lắm, tức là dùng cho bên thiết kế thôi, mình làm shop mình ít dùng lắm. Dark Tone Burn Tone này nó là gì? Đơn giản là các bạn Dark Tone thì nó sẽ báo highlight. Đấy. Highlight thì các bạn hiểu là nó sẽ bôi những cái vùng mà các bạn là bôi vùng highlight nó sẽ gắt lên đó. Là nhiều highlight các bạn bôi vào thì các bạn để cao thì các bạn bôi thì nó sẽ lóa lên. Thì cái này nó thiên về thời trang nhiều nhá, khối thời trang. Còn burn tool nó là shadow vùng tối, các bạn nào mà muốn bôi vùng tối là nó shadow, các bạn bôi vùng tối nó tương phản tốt thì đấy, nó chưa có tương phản tốt thì các bạn bôi vào shadow thì nó sẽ gắt, nó đậm hơn. Còn là highlight shadow nó đối với nhau thì các bạn bôi vào thì bôi highlight thì nó sáng vùng highlight, bôi shadow thì nó sáng, nó tối vùng tối lên. Bôi highlight thì nó sáng, nó tương phản vùng sáng lên. T là gì? T là các bạn kiểu đây, còn nhớ đất còn nhận T. Đây, bỏ hình này nhá. Này làm hình này cho sáng, nhân lớp này còn T đây. T thì các bạn có thể là co hình, giữ shift các bạn co hình vào. Nếu các bạn muốn xếp hình, các bạn muốn đưa một cái hình khác sang đây, cái hình này này, đây, hình này các bạn hình dung nó là một hình khác đây, như phím T giữ shift hoặc giữ shift an này. Co bạn co vào, các bạn dùng V các bạn di chuyển quanh cái hình đấy. Thì cái T nó là thế. Hoặc là cái T này nó hay ở chỗ đây,
Khi các bạn kéo dài chân thì các bạn có thể dùng dùng phím T cũng được. À, kéo dài chân thì mình dùng M nhé. M này đơn giản nó là khoanh vùng thôi, nhưng mà nhiều khi nó cần như này. Ví dụ mình mà kéo từ đây, mình giữ dấu cách, kéo xuống bắt đầu mình cắn theo chân T. Thì các chân T này nó sẽ kết hợp với thằng M này, bắt đầu các bạn giữ Shift, các bạn kéo dài váy ra. Đấy, bạn thấy không? Thì nó chính cái vùng chọn của thằng các chân T và các chân M à, với phím M này nó sẽ chỉ can thiệp vào váy của cô dâu thôi, chứ mặt cô dâu là nó sẽ không không có gì cả. Đấy, kéo dài ra. Đấy. Cái hay của những cái phim cụ là nó phải kết hợp được với nhau để nó ra sản phẩm. T T ở đây là T quan trọng nhất, là nó là T đánh chữ nhé các bạn nhé. T đây, các bạn đánh chữ đây. T đây, các bạn chọn chữ nhé. Bạn để cao đây. Các bạn chọn phông phông Việt kỳ nhé. Các bạn khi các bạn làm các bạn chọn Việt kỳ nhé, thì nó mới đánh ra chữ tiếng Việt. Yêu là yêu từ đâu mà ra. Đấy. Các bạn gõ Enter, đây là phím T đó. Khi các bạn gõ Enter thì nó sẽ ra một cái T thứ hai nhá. Đây, T đầu này, các bạn đỡ như Enter phát thì các bạn gõ phím T. T nhá, các bạn gõ là nó ra phím hai. Là hạnh phúc là đây. Đấy, gọi enter nó ra. Còn đổi phông chữ thì các bạn cứ kích vào đây, các bạn next đấy thì nó đổi cho bạn. Các bạn nhiều phông chữ thì nó sẽ có nhiều phông khác nhau. Đấy. Bạn đổi đấy. Nhiều phông chữ. Phông chữ thì các bạn cứ cài vào máy nhá. Bạn nào không có thì các bạn lên mạng các bạn download về, thì phông chữ nó cài vào máy, nó hướng dẫn cài nha, các bạn cứ cài vào nhá. Nhìn nào. Thích phông nghiêng ngả đầy phông này. Đấy. Phông vuông này. Thì to nhỏ thì các bạn cứ tăng ở đây thôi. Đấy. 100 nó to lên đấy. Các bạn click vào đây thì nó là đang nó là như này, các bạn click vào đây thì nó nhảy vào giữa. Giữa là sao các bạn, như các bạn ghi hai hàng chẳng hạn đấy. Phúc là đây. Bao giờ mới cưới? Đấy, thì các bạn ở phía giữa thì nó sẽ này, các bạn sẽ hiểu hơn. Xuống dòng nhé. Trăm năm hạnh phúc. Đấy. Thì khi các bạn ấn phím vào giữa thì nó sẽ ở giữa, các bạn phím các bạn nhấn thanh này nó sẽ hai thành, nó sẽ thành thành hàng như này. Các bạn ấn vào giữa thì cái thanh cái hàng ở dưới nó sẽ vào giữa, nó cân chỉnh cho các bạn. Ấn này nó ra như này. Đấy. Còn chuyên sâu hơn thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Mình nói đánh chữ với lại T với lại cái kéo thôi, các bạn hiểu là cái công cụ này nó là như thế, cơ bản là như thế thôi. Các bạn xóa đi, các bạn cho vào thùng rác này, xóa đi. Còn cái thanh U này ra nó cũng không có gì cả. Các bạn đảm U này ra nó bên thiết kế nhiều. Đấy, đơn giản các bạn click vào đây đúng không? Đấy, thì nó ra như này, đơn giản là các bạn muốn thay đổi cái bốn góc này nó mềm hơn này. Nó có đường cong này, các bạn nhìn có thể là bạn có 50. Các bạn click một cái nó sẽ đổi thành bốn góc luôn. Đấy. Ok, thì đơn giản các bạn thấy không? Nó sẽ tạo ra một cái hình mà các bạn muốn, và nó sẽ nhân nó sẽ tạo một nó tự tạo cho các bạn một layer mới. Đấy. Rất là hay. Thì cái này nó bên thiết kế thì mình ít bên thiết kế thôi.
cái AI thiết kế catalog thì mình dùng, chứ còn mình ngành shop mình cái ngành hậu kỳ thì ít dùng lắm, bởi vì mình thiên về hình ảnh, nói qua qua các bạn hiểu thôi. Ví dụ đơn giản nó cái U này hạn đấy, có để lên một layer mới đây. Ở đây có rất là nhiều hình mô phỏng, cái gọi gì đây, cúp này, cờ, nơ, hình vuông, con chó, con thỏ, ở đây các bạn nhìn, các bạn giữ shift nhé, các bạn kéo này, con thỏ, đấy, các bạn chọn màu, đấy. Cái U này nó cũng hay, nhiều bạn thích nghịch mày mò nó đều có trong đây hết. Còn những cái ô này nó ra những cái hình này, hình tròn, hình vuông, hình đấy, nó có đầy đủ các hình các bạn có chọn nhé. Đây là Z nhé, zoom zoom nhé, to nhỏ của hình nhé. Đấy, zoom thì ra là nó cái phím zoom là còn đến Z đấy, mà không thì các bạn kích vào zoom này, hoặc các bạn zoom thì các bạn nhấn phím Ctrl và phím cách, Ctrl nhé, Ctrl nghĩa là Ctrl nhé, và phím cách thì nó sẽ to ra, các bạn nhìn dấu cộng này, còn nhấn Alt dấu cách thì nó sẽ zoom nhỏ này. Đấy, còn dấu cách không thì các bạn dấu cách không thì nó sẽ về di chuyển đấy, còn dấu cách không thì di chuyển đấy. Thế ra là các cái thanh công cụ này mình nói sơ để các bạn hiểu là nó là như nào thôi. Còn để các bạn tìm hiểu chuyên sâu thì các bạn cứ mày mò thêm thôi, chứ còn để mà nói chuyên sâu thì khi mà mình làm hình thì mình mới 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 nói chuyên sâu được. Các thanh của nó đa phần nó cơ bản nó là như thế. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Video của mình kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.